Phiến chào mừng quý vị cùng đến với chương trình tạp chí Ngân hàng trên kênh truyền hình FPNC. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết, chúng ta hãy cùng điểm qua những nội dung nổi bật ngay sau đây. Giá vàng biến động mạnh, tiềm ẩn rủi ro lớn. Họp Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia. 17 ngân hàng miễn giảm phí chuyển tiền liên ngân hàng kể từ 25 tháng 2. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, trong tuần qua, sau phiên tăng giá mạnh và đầy kịch tính vào ngày 24 tháng 2, giá vàng đã đi xuống nhanh chóng, khiến cho nhiều người vội vàng mua vào khi giá đạt đỉnh đã thua lỗ lớn. Điều này cho thấy sự biến động mạnh và bất thường của giá vàng luôn tiềm ẩn rủi ro. Có lẽ vì vậy mà tuy giá vàng đi xuống nhưng nhiều người dân vẫn tranh thủ bán chút lời. Ghi nhận của chúng tôi tại Hà Nội. Di chuyển hơn 20 cây số ra Hà Nội, sau hơn 30 phút xếp hàng, anh Văn Dũng đã bán được vàng. Dù thời điểm này so với mức giá chốt phiên ngày trước đó, giá vàng đã giảm tới hơn 2 triệu đồng một lượng, nhưng anh vẫn quyết định bán vì lo ngại giá sẽ tiếp tục còn đi xuống. Hôm qua mình, hôm nay mình ra Hà Nội. Hôm qua mình ở quê, hôm nay mình ra bán. Tại vì mình nghĩ chắc là nó xuống tiếp. Tại vì từ sáng giờ nó xuống khá nhiều. Có thể thấy, rất lâu rồi nếu không phải ngày thần tài thì hiếm khi nào phố vàng Trần Nhân Tôn nhộn nhịp như vậy. Trước các cửa hàng vàng có tiếng xe máy xếp hàng dài, người dân hối hả rồi kiên nhẫn xếp hàng chờ giao dịch. Nhu cầu mua bán cũng rất đa dạng, người mua cất giữ, người bán chốt lời, có không ít người dân đến xem tham khảo thị trường. Đi xem đắt thì bán mà rẻ thì mua. Hôm nọ bán đi xong rồi bây giờ nó lên thì là lỗ nhiều, nó mua trả vào cái vốn. Nhiều người dân tỏ ra băn khoăn khi giá vàng biến động quá lớn và thất thường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, thì đây là diễn biến rất bình thường đối với vàng và mang tính thời điểm nên tiềm ẩn rủi ro không phải nhỏ. Những yếu tố địa chính trị hoặc là những yếu tố về vĩ mô mà bất định mà chúng ta nó có cái rủi ro đến nền kinh tế thế giới thì rõ ràng là giá vàng thông thường có những biến động gia tăng. Do vậy thì đây là một hiện tượng cũng là hết sức bình thường trong giai đoạn hiện nay. So với chốt phiên bán ra hơn 49 triệu đồng một lượng ngày trước đó, thì với mức mua vào chỉ hơn 46 triệu đồng một lượng vào ngày hôm sau, người mua vàng đã mất ngay 3 triệu đồng một lượng. Như vậy, chỉ trong hôm trước, hôm sau, nhà đầu tư có thể mất một khoản lớn. Hơn nữa, với mức chênh lệch giá mua, giá bán rất xa, thì ở mức 700.000 đồng đến 1 triệu đồng, thì đây cũng chính là rủi ro cho người mua bán, vì mua vàng xong nếu bán ra ngay cũng sẽ lỗ. Liên quan đến việc giá vàng biến động mạnh trong tuần qua thì Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ can thiệp thị trường khi cần thiết. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, biến động giá vàng trong nước chủ yếu do giá vàng quốc tế và yếu tố tâm lý. Ngân hàng Nhà nước vẫn đang theo dõi sát diễn biến thị trường vàng, mặc dù thị trường này không còn tác động đến ổn định vĩ mô. Nếu thị trường có diễn biến gây bất ổn, Ngân hàng Nhà nước sẽ can thiệp khi cần thiết. Trong tuần qua, thì Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch Hội đồng nhằm phân tích đánh giá tình hình trong nước, quốc tế thời gian qua, nhất là tác động của dịch COVID-19 tới phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Phát biểu khai mạc cuộc họp đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Hội đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, các nước có sự sụt giảm tăng trưởng, trong đó có các đối tác của Việt Nam. Thủ tướng đặt vấn đề cần có loại vaccine cho nền kinh tế Việt Nam để ứng phó với căn bệnh sụt giảm kinh tế, để có thể đạt mục tiêu kép là vừa chống dịch COVID-19, vừa giữ được nhịp độ tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng khẳng định chúng ta muốn thắng lợi kép chứ không chỉ một thắng lợi đơn. Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các nhà băng đánh giá mức độ thiệt hại từ dịch COVID-19 với khách đang vay vốn để cơ cấu thời gian trả nợ, miễn lãi hoặc tạm giữ nguyên nhóm nợ. Đồng thời, các nhà băng được đề nghị cho vay mới với các khách hàng này để ổn định sản xuất. Việc cơ cấu phải thực hiện từ đề nghị của khách hàng và đánh giá các tổ chức tín dụng về mức độ thiệt hại, khả năng tài chính và trả nợ. Các tổ chức tín dụng được chủ động, tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc cơ cấu nhưng phải đảm bảo đúng đối tượng, phòng ngừa việc lợi dụng cơ chế để phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng. Hưởng ứng chương trình miễn giảm phí dịch vụ chuyển mạch của Ngân hàng Nhà nước, 17 ngân hàng thương mại vừa công bố miễn phí, giảm phí dịch vụ cho khách hàng thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 qua NAPAS có giá trị từ 500.000 đồng trở xuống từ ngày 25 tháng 2 năm 2020. Trong giai đoạn đầu kể từ ngày 25 tháng 2 năm 2020, 10 ngân hàng bao gồm Techcombank, MB, Vietcapital Bank, VPBank, TPBank, OCB,
BVCombank, Cbank, CIMB và UOB áp dụng chính sách miễn phí cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 có giá trị từ 500.000 đồng trở xuống. Bốn ngân hàng gồm BIDV, Kiến Long Bank, Sài Gòn Bank và Cấp Bank áp dụng mức thu phí tối đa 2.000 đồng một giao dịch. Các ngân hàng khác đưa ra các chính sách phí khác nhau tùy thuộc vào đối tượng khách hàng và kênh giao dịch. Cụ thể, Vietcombank áp dụng chính sách giảm từ 7.700 đồng một giao dịch xuống còn 5.500 đồng một giao dịch trên tất cả các kênh. Trong khi đó, trên kênh giao dịch điện tử gồm Internet Banking và Mobile Banking, Eximbank áp dụng chính sách miễn phí cho các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7. Sacombank áp dụng chính sách giảm thu phí của khách hàng từ 12.000 đồng một giao dịch xuống còn 10.000 đồng một giao dịch. Trong thời gian tới, theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, thị trường dự kiến sẽ có thêm các ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng NABARD, triển khai các chương trình miễn giảm phí dịch vụ, giúp hạn chế người dân tiếp xúc tiền mặt, giảm nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Trong những ngày này thì thang máy tại các tòa nhà được lau chùi sát khuẩn liên tục, thưa quý vị. Đến nơi công cộng, mọi người phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng cồn sát khuẩn, vân vân. Thế nhưng có một nơi khá nhiều người tiếp xúc hàng ngày lại đang bị lãng quên, đó chính là các cây ATM. Đây chính là nơi bám đầy bụi bẩn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây truyền bệnh. Tình trạng chung của các cây ATM, bàn phím, khe cắm thẻ hay cả nắm tay cửa ra vào đều cáu bẩn, dường như chưa từng được vệ sinh lau chùi. Không chỉ vậy, dù các cây ATM đều có thùng rác hoặc khay đựng phiếu giao dịch, tuy nhiên giấy rác, thậm chí cả khẩu trang đã sử dụng vứt bừa bãi. Người dân thì chẳng mấy quan tâm, hoặc nếu có quan tâm thì cũng chỉ biết lo lắng. Em thì hay rút tiền ATM, nhưng em thực cũng lo vì nhiều khi là tay chân mình cứ động vào những cái có quá nhiều người mà sử dụng ấy ạ. Không chỉ ở Việt Nam, ATM ở các nước trên thế giới cũng không hề sạch hơn. Một nghiên cứu ở Anh cho thấy rằng các bàn phím trên các cây ATM có vi khuẩn gây bệnh không kém so với các nhà vệ sinh công cộng. Bàn phím ở các cây ATM có thể lây nhiễm chéo các vi khuẩn và 42% người dân Anh thì nhất trí rằng cây ATM rất bẩn. 1/4 trong số đó họ cho biết rằng sẽ cố gắng hạn chế sử dụng ATM để không chạm vào các nút bấm. But in Austria not live so much people like here. Ở nước tôi không phải dùng nhiều đến thẻ ATM như ở Việt Nam. Nếu có phải dùng đến ATM, tôi sẽ rửa tay bằng nước rửa tay khô ngay sau khi thực hiện xong các thao tác. Mỗi ngày, một cây ATM có rất nhiều người đến giao dịch. Chính vì vậy, ngay cả khi không có dịch bệnh như COVID-19, việc vệ sinh tay sau khi giao dịch ATM là rất cần thiết. Cục Cảnh sát Giao thông vừa cho biết, bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 tới đây thì Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bình Thuận là 5 tỉnh sẽ được thí điểm về việc nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua cổng dịch vụ công quốc gia. Theo đó, người dân có thể sử dụng các dịch vụ để tiến hành nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thay vì phải trực tiếp đến các kho bạc, ngân hàng nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời có thể đăng ký địa chỉ để nhận lại các giấy tờ bị cơ quan công an tạm giữ sau khi đã thực hiện hoàn thành xong quyết định xử phạt. Cũng từ ngày 12 tháng 3 năm 2020, Bộ Công an sẽ tiến hành triển khai cung cấp dịch vụ trực tuyến thu lệ phí trước bạ, đăng ký phương tiện giao thông đường bộ trên cổng dịch vụ công quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trên cơ sở các kết quả đạt được khi triển khai tại hai thành phố, Bộ Công an sẽ đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai đến các tỉnh thành còn lại. Kính thưa quý vị, Công an huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Công, sinh năm 1993, ngụ xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, tạm trú tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi. Trước đó, Công an huyện Hòa Thành phối hợp với Công an xã Hiệp Tân tuần tra trên tuyến đường quốc lộ 22B thuộc khu phố Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, phát hiện hai đối tượng có hành vi rải tờ rơi quảng cáo có nội dung cho vay trả góp. Lực lượng chức năng đã mời hai đối tượng trên về trụ sở công an làm việc. Tang vật thu giữ gồm một xe mô tô, gần 6.000 tờ rơi có nội dung cho vay trả góp. Kiểm tra nơi ở của các đối tượng tại ấp Suối Muồng, xã Thái Bình, lực lượng chức năng thu giữ thêm tang vật gồm 29 triệu đồng, 2 sổ thu tiền vay, 670 tờ rơi có nội dung cho vay trả góp, 81 giấy tờ các loại, giấy biên nhận nợ. Qua điều tra, công an xác định đối tượng là Trần Văn Công đã thực hiện hành vi cho hơn 80 người vay tiền trên địa bàn huyện Hòa Thành, Châu Thành, Gò Dầu, Bến Cầu và thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh với tổng số tiền cho vay lên đến 1,8 tỷ đồng với lãi suất từ 20 đến 30% một tháng. Công khai nhận đã thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi từ tháng 7 năm 2019 đến nay, thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng từ người dân nghèo.
Chuyên mục con số ấn tượng kỳ này, chúng tôi muốn đề cập đến con số 249 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, đây là tổng hạn mức mới mà tổ chức IFC tài trợ thương mại cho 4 ngân hàng thương mại ở Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với những khó khăn do dịch viêm phổi COVID-19 gây ra. Theo IFC, thì dịch COVID-19 lan rộng đã gây gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam kể từ khi ca nhiễm virus đầu tiên được công bố vào cuối tháng 1 2020. Ngoài sự sụt giảm trong ngành du lịch và các dịch vụ liên quan, dịch bệnh này còn ảnh hưởng đến giao thương qua biên giới, tác động tiêu cực đến ngành sản xuất, chế tạo, kinh doanh nông nghiệp và nhiều ngành khác. Do đó mà IFC quyết định hỗ trợ bằng cách gia tăng hạn mức tài trợ thương mại cho 4 ngân hàng thương mại là Ngân hàng An Bình, Ngân hàng Tiên Phong, Ngân hàng Quốc tế Việt Nam và Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Tổng hạn mức mới 249 triệu đô la Mỹ giúp các ngân hàng nâng cao năng lực đảm bảo rủi ro thanh toán trong tài trợ thương mại cho các công ty trong nước, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đại diện IFC cho biết hạn mức tài trợ thương mại tăng lên sẽ giúp giảm thiểu rủi ro tài trợ thương mại, nhờ đó giảm nhẹ các tác động của COVID-19 đối với nền kinh tế Việt Nam và khu vực tư nhân. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin vắn trong tạp chí Ngân hàng kỳ này. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa công bố triển khai thêm gói tín dụng ngắn hạn quy mô 20.000 tỷ đồng, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Với gói tín dụng này, thì BIDV thực hiện giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1% một năm đối với các khoản vay bằng Việt Nam đồng và 0,5% một năm đối với các khoản vay bằng đô la Mỹ. Gói tín dụng được triển khai đến hết 30 tháng 6 năm 2020 hoặc đến khi hết quy mô gói. Trước đó, thì BIDV đã triển khai gói tín dụng quy mô 5.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank sẽ tặng 45 cặp vé xem giải đua xe F1 Việt Nam Grand Prix dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát sinh giao dịch trước ngày 15 tháng 3. Ngoài ra, trong thời gian này, những giao dịch thanh toán mua vé có giá trị trên 3 triệu đồng sẽ được hệ thống VPBank tự động chuyển sang trả góp lãi suất 0% trong thời gian 3 tháng kể từ thời điểm giao dịch. Khách hàng không cần trả thêm khoản lãi, phí phát sinh cho giao dịch trả góp. Phần tin vắn vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của tạp chí Ngân hàng kỳ này. Xin mời quý vị cùng tiếp tục giữ kênh để theo dõi phần 2 với những nội dung nổi bật. Hàn Quốc xem xét thiết lập ngân sách bổ sung khẩn cấp chống dịch COVID-19. Ứng phó với COVID-19, Italy ra sắc lệnh hỗ trợ kinh tế tương ứng mức thảm họa. Chúng ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo của chương trình tạp chí Ngân hàng. Tôi là Phi Yến. Kính thưa quý vị, trước diễn biến lây lan nhanh của dịch COVID-19, chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc đưa ra một ngân sách bổ sung khẩn cấp để hỗ trợ giảm thiểu những tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế nước này. Tại cuộc họp thường kỳ mới đây với các trợ lý cấp cao, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng cần phải huy động tất cả các nguồn lực của đất nước để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Ông kêu gọi bơm mạnh tay vào các quỹ của chính phủ để giúp vực dậy các nền kinh tế địa phương bị ảnh hưởng do dịch bệnh, đặc biệt là thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul 300 km về phía đông nam và các vùng lân cận. Tổng thống Moon Jae-in đồng thời chỉ đạo chính phủ xem xét việc sớm phân bổ ngân sách bổ sung nếu cần thiết và nhanh chóng đưa ra các kế hoạch sử dụng các quỹ dự trữ hiện có trị giá 3.400 tỷ won, tương đương 2,8 tỷ đô la Mỹ. Hiện đội ngũ cố vấn kinh tế của ông Moon đang tìm kiếm một dự luật siêu ngân sách với trị giá hơn 10.000 tỷ won. Tương tự, thì chính phủ Italy mới đây xác định dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 như thảm họa và thông qua sắc lệnh mới với các biện pháp hỗ trợ kinh tế tương ứng với trường hợp thảm họa động đất, lũ lụt. Sắc lệnh mới đình chỉ hoạt động thanh toán thuế, xét duyệt hồ sơ cũng như các hóa đơn tiền điện, tạo thuận lợi trong việc tiếp cận quỹ bảo lãnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính phủ cũng thỏa thuận với Hiệp hội Ngân hàng Italy, APA, để đặt các khoản thế chấp ở chế độ chờ. Ngoài ra, Bộ Kinh tế và Tài chính tiếp tục xem xét tính khả thi, cũng như cân nhắc các biện pháp can thiệp khác và nối lại các hoạt động khi thiệt hại được xác định. Chính phủ Italy cũng đã phân bổ thêm 20 triệu euro, tương đương 21,6 triệu đô la Mỹ, để ứng phó với dịch bệnh, đồng thời kêu gọi Bộ Lao động phối hợp với các tổ chức công đoàn, các doanh nghiệp kịp thời can thiệp để bảo vệ người lao động. Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh mới đây, thì chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường phân bổ tài chính để giúp giảm bớt áp lực cho chính quyền các địa phương trong đối phó với dịch COVID-19. Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết các chính quyền địa phương của Trung Quốc sẽ chịu tác động tạm thời về thu chi ngân sách do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Do đó, chính phủ sẽ tăng cường phân bổ tài chính để giúp giảm bớt áp lực cho chính quyền các địa phương.
Chính phủ Trung Quốc mới đây cũng đưa ra các chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đảm bảo việc làm cho người lao động thông qua các biện pháp như bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp đào tạo nghề. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã ban hành các chính sách như giảm chi phí bảo lãnh tài chính để giảm bớt chi phí tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, qua đó giúp họ đối phó với những tác động của dịch COVID-19. Hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia mới đây cho biết, ba chi nhánh của ngân hàng Goldman Sachs đã tuyên bố họ vô tội trước những cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư liên quan đến việc bán trái phiếu trị giá 6,5 tỷ đô la Mỹ mà ngân hàng đầu tư của Mỹ này đã giúp quỹ đầu tư thuộc sở hữu nhà nước One Malaysia Development Berhad huy động. Bộ Tư pháp Mỹ ước tính 4,5 tỷ đô la Mỹ đã được biển thủ từ quỹ OneMDB của Malaysia từ năm 2009 đến năm 2014, trong đó có một số khoản Goldman Sachs giúp huy động. Các công tố viên Malaysia hồi tháng 12 năm 2018 đã khởi tố các chi nhánh của Goldman Sachs ở London, Hồng Kông và Singapore với các cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư bằng cách đưa ra những thông báo không chính xác và bỏ các chi tiết quan trọng liên quan đến đợt phát hành trái phiếu của OneMDB. Tuy nhiên, thì Goldman Sachs cũng đã kiên quyết bác bỏ các sai phạm, cho rằng một số thành viên nhất định của chính phủ tiền nhiệm và quỹ OneMDB đã nói dối ngân hàng này về việc bán trái phiếu sẽ được sử dụng như thế nào. Kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung nổi bật của phần cuối cùng tạp chí ngân hàng kỳ này. Gấp rút hỗ trợ vốn giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng. Dịch COVID-19 tác động đến ngành ngân hàng ra sao? Xin chào mừng quý vị cùng đến với phần cuối cùng chương trình tạp chí ngân hàng kỳ này trên kênh truyền hình FPNC. Kính thưa quý vị, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục tác động xấu đến hoạt động sản xuất, thì vốn là bài toán hóc búa nhất cho các doanh nghiệp. Nhiều ngân hàng đã chủ động hạ lãi suất, nhưng số doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay còn rất hạn chế. Theo các chuyên gia, thì điều cần nhất lúc này là gấp rút thúc đẩy các chính sách hỗ trợ đi vào thực tiễn, giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng. Đối với công ty du lịch này, thị trường châu Á chiếm tỷ trọng khá lớn. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, lượng khách đặt tour đã giảm đến 50%, chưa kể các hợp đồng bị hủy ở nhiều thị trường khác. Doanh nghiệp đã phải cắt giảm mọi chi phí không cần thiết, tập trung cho các chương trình khuyến mãi, kích cầu để mở thêm nhiều tour, nhưng cũng đang trên đà đuối sức. Chúng tôi cần nguồn vốn rất lớn để có thể làm những chương trình marketing, những chương trình kích cầu khách hàng nước ngoài ở Việt Nam. Vì thế, chúng tôi cần sự hỗ trợ của các hàng không và của các ngân hàng về vấn đề mà giãn nợ, giảm lãi suất. Vốn là bài toán hóc búa trước giờ của doanh nghiệp. Trong đợt khủng hoảng vì dịch bệnh thì doanh nghiệp càng bế tắc hơn bởi sản xuất ngưng trệ, thị trường đóng băng, nhưng doanh nghiệp vẫn phải gồng mình gánh nhiều khoản chi phí khác. Chính phủ mình, nhà nước mình từng hỗ trợ cho tất cả các ngành nghề về thuế, về vốn vay ngân hàng cho nó thủ tục thì nó đơn giản hơn và nó dễ hơn, và nhất là phải nhanh chóng. Thực tế, từ tháng 2, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp với các sở ngành, quận huyện rà soát, đánh giá tình hình khó khăn của doanh nghiệp, từ đó chỉ đạo các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng hiện nay. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục phức tạp, ngân hàng sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá để hỗ trợ sâu hơn cho doanh nghiệp. Các cái doanh nghiệp, đặc biệt trong các cái ngành nghề liên quan về du lịch, nông nghiệp, thủy hải sản, những cái ngành hàng mà xuất qua Trung Quốc bị ảnh hưởng trực tiếp thì chúng tôi sẽ giảm đồng loạt bình quân từ 0,5%. Đối với một số doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng nặng nề thì chúng tôi sẽ đánh giá lại, chúng tôi có những cái công cụ giảm lãi suất thêm. Các ngân hàng cũng xác định tất cả các doanh nghiệp bị thiệt hại bởi dịch bệnh đều là đối tượng được hỗ trợ. Việc giảm lãi suất sẽ diễn ra trong nhiều giai đoạn. Hiện các ngân hàng đều đã giảm ít nhất từ 1 đến 1,5% và cao nhất là 2 đến 2,5% lãi suất cho vay. Tôi yêu cầu phải sử dụng các cái giải pháp như đó là cơ cấu lại nợ, định kỳ hạn nợ. Cái thứ hai nữa đó là có thể là miễn giảm lãi tiền vay luôn. Và quan trọng nhất đó là chúng tôi cũng đang đề nghị với Trung ương là cho phép khi mà cơ cấu lại nợ, định kỳ hạn nợ thì cũng không có chuyển đổi cái nhóm nợ ở cái mức xấu hơn. Coi như thế là cũng cố gắng giữ lại nhóm nợ cho các doanh nghiệp. Như vậy chủ trương đã có, vấn đề là tiến độ triển khai thực tiễn như thế nào để doanh nghiệp sớm tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, vượt qua giai đoạn khó khăn khủng hoảng kép này.
Trước diễn biến của dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới, thì nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm băn khoăn không biết sẽ được hưởng quyền lợi chi trả như thế nào nếu không may bị nhiễm. Hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đã linh động gia tăng quyền lợi và đưa ra những sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã được hướng dẫn như đeo khẩu trang, rửa tay, tăng sức đề kháng, sát khuẩn thường xuyên nơi ở và nơi làm việc, chị Trang đã tìm hiểu thêm về gói bảo hiểm sức khỏe để đề phòng và cảm thấy yên tâm hơn. Kể cả bảo hiểm y tế thì cũng sẽ chi trả, thế nhưng mà nếu như mà bạn có thêm một cái quyền lợi được bảo vệ thì bạn sẽ tốt hơn. Ví dụ như là theo như tôi đang tìm hiểu thì là nếu như tham gia một gói bảo hiểm nhân thọ thì cũng sẽ có được cái quyền lợi chi trả thêm. Trước nhu cầu của khách hàng như chị Trang thì nhiều công ty bảo hiểm trong và ngoài nước đã nhanh chóng đưa ra các gói bảo hiểm hỗ trợ khách hàng không may bị dương tính với COVID-19. Các gói bảo hiểm này được giới thiệu khá hấp dẫn với mức phí dao động từ 200.000 đến 1 triệu đồng một năm, với số tiền trợ cấp nằm viện nếu nhiễm bệnh từ 200 đến 600.000 đồng một ngày. Tuy nhiên, gói bảo hiểm này chỉ có giá trị với riêng dịch bệnh COVID-19 mà không có giá trị với các bệnh khác. Vì sản phẩm nó chỉ là, nó có tên là bảo hiểm do rủi ro do nhiễm virus COVID thì đương nhiên nó sẽ chỉ chi trả quyền lợi trong cái trường hợp mà xảy ra cái rủi ro như vậy. Còn những sản phẩm đang bán là kể cả không thông báo thì thực tế họ vẫn đã chi trả rồi, những quyền lợi và nhiễm virus do virus của COVID-19 là vẫn. Như vậy, các sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hiện tại đều chi trả đối với dịch bệnh COVID-19. Và điều đáng lưu ý, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã gia tăng quyền lợi cho khách hàng đã và sẽ sử dụng sản phẩm như không áp dụng thời gian chờ 30 ngày, tăng quyền lợi nằm viện, quyền lợi tử vong cũng tăng lên gấp đôi. Cái này thì là cái quyền lợi giá trị gia tăng. Chính phủ đã truyền thông rất rõ rồi. Với người mà bị COVID-19 và nằm điều trị thì chính phủ sẽ trang trả toàn bộ trang bị cái tiền y tế cho cái người bệnh. Thế thì PTI cũng đồng hành cùng với cái việc đấy. Đương nhiên khi chính phủ thanh toán thì PTI sẽ không thanh toán những khoản tiền về chi phí nữa, thì PTI vẫn cam kết chi trả ngoài cái khoản tiền điều trị ra thì vẫn có một cái khoản tiền gọi là trợ cấp nằm viện. Với chính sách hiện nay, các ca bệnh nghi ngờ nhiễm COVID-19, ca bệnh có thể nhiễm, ca bệnh xác định nhiễm được cách ly, điều trị sẽ đều được miễn phí. Với sự hỗ trợ thêm, những khoản tài chính cố định hàng ngày sẽ làm người bệnh yên tâm hơn trong quá trình điều trị. Kính thưa quý vị, bên cạnh diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi COVID-19 thì câu chuyện các ngành kinh tế đang chịu tác động ra sao trước dịch bệnh này cũng đang rất được quan tâm. Là ngành đang phải đứng ra hỗ trợ cho nhiều ngành kinh tế khác vượt qua giai đoạn khó khăn, thì ngành ngân hàng được dự báo sẽ gánh những tác động của dịch này sau cùng. Vậy dịch COVID-19 sẽ tác động như thế nào đến ngành ngân hàng? Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện sau đây của chúng tôi với tiến sĩ Đinh Thế Hiển, là chuyên gia tài chính ngân hàng, để hiểu rõ hơn. Trước tiên, rất cảm ơn ông đã tham gia chương trình của BNC. Thưa ông, thì như ông cũng biết thì dịch viêm phổi COVID-19 thì đang tác động đến rất là nhiều ngành, và ngành ngân hàng thì được dự báo là sẽ là ngành chịu tác động sau cùng, nhưng mà cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Vậy thì ý kiến của ông như thế nào về nhận định? Chúng ta biết là hiện nay thì ngành ngân hàng thì trong những năm gần đây họ đã đẩy mạnh cho vay tiêu dùng. Trong cái tiêu dùng mà những doanh nghiệp sản xuất họ cũng nhỏ, họ cũng không có kinh tiêu dùng. Thì khi dịch tác động, cái suy thoái mạnh nhất trực tiếp nhất là các du lịch, dịch vụ ăn uống, các nhà, các cái quán ăn, và cũng như là nông dân mà xuất khẩu qua Trung Quốc là nó tác động nhất trực tiếp. Và những cái loại hình này chúng ta biết là cái vốn họ rất là yếu, họ dựa vào vốn vay ngân hàng, họ trả nợ theo cái chu kỳ vòng vay vốn của họ rất nhanh. Nên khi họ vừa suy thoái doanh thu thì chắc chắn là nó sẽ có thể xuất hiện cái nợ xấu đối với ngành ngân hàng trong khoảng này. Cái thứ hai thì chúng ta biết là lĩnh vực bất động sản nó cũng đang là thuộc diện nhà nước đang muốn kiểm soát tín dụng, và cũng đang là dạng là nó không còn cái xung lực như các năm trước. Thì bây giờ với cái dịch bệnh này thì càng làm cho các nhà đầu tư, nếu họ có ý định mua thì họ cũng khoan mua, làm cho ảnh hưởng rất lớn. Mà cái lĩnh vực này thì nó có một quy mô khá lớn đối với ngân hàng. Và cái thứ ba thì chúng ta cũng biết là cái ngành sản xuất họ cũng dựa vào hoặc là bán trực tiếp qua Trung Quốc hoặc là mua nguyên liệu từ Trung Quốc. Thì đối với những doanh nghiệp mà bán hàng qua Trung Quốc với độ mở rất lớn hiện nay thì họ bị suy giảm rất mạnh, thì ngân hàng cũng ảnh hưởng. Nói tóm lại là ngân hàng ảnh hưởng từ cái bán lẻ, từ khách, từ cái người vay cá nhân cho đến doanh nghiệp sản xuất.
Vâng. À, bên cạnh đó thì ông nghĩ rằng là những cái gọi là cái khó khăn của cái ngành ngân hàng, tài chính ngân hàng toàn cầu đi, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, thì nó có tác động dây chuyền như thế nào đến cái thị trường tài chính tiền tệ trong nước hay không? Thật ra mà nói thì hệ thống ngân hàng trong nước tương đối là nó khá đóng đối với hệ thống tài chính toàn cầu, và các lĩnh vực mà ngân hàng Việt Nam họ đang thực hiện thì nó khá an toàn. Cụ thể là cái khối lượng lớn nhất là trục tín dụng, nhưng mà tín dụng của ngân hàng Việt Nam nó cũng dựa vào khá lớn dựa vào thế chấp, còn cho vay tiêu dùng cá nhân thì nó cũng ở mức là không phải là nhiều như các nước. Nên góc độ đó thì cái kinh tế toàn cầu nó suy thoái cũng như kinh tế Việt Nam suy thoái thì ngành ngân hàng trong nước nó ít bị cái rủi ro hơn là hệ thống tín dụng toàn cầu với cái những cái dịch vụ đa dạng và sự mở của nó. Dạ vâng, ông đánh giá như thế nào về những cái giải pháp mà hỗ trợ cho doanh nghiệp mà các ngân hàng đang tích cực triển khai? Đây có thể coi như là một cái giải pháp gọi là mang đến lợi ích kép, vừa giúp cho những cái doanh nghiệp khó khăn nhưng cũng vừa giúp cho ngân hàng phòng ngừa những cái rủi ro đối với mình hay không ạ? Ở đây chúng ta cũng biết rằng có những cái nó thuộc về bất khả kháng và quy mô lớn thì ngân hàng họ phải đồng hành. Dù muốn dù không thì ngân hàng cũng phải có những chính sách về giãn nợ, về giảm thu hồi vốn, thậm chí là có hỗ trợ lãi suất một phần cho các khách hàng thân thiết của mình. Và đặc biệt trong cái giai đoạn này thì trước mắt thì chúng ta thấy có thiệt hại, nhưng mà thời cơ thì nó rất lớn ở phía sau. Thành ra ngân hàng là cần thiết phải hỗ trợ khách hàng, nhưng mà cũng để cho cái sự bù đắp lại nó thì cũng khá rõ trong cái giai đoạn tới khi mà dịch bệnh trôi qua. Ông có nói đến một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là cái thời cơ ở phía sau. Vậy thì cái thời cơ ở phía sau đối với ngành ngân hàng là như thế nào? Ở đây chúng ta cũng biết rằng trước đây thì ngân hàng khá phụ thuộc vào những doanh nghiệp lớn, phụ thuộc vào bất động sản. Nhưng mà trong 3 năm gần đây chúng ta quan sát là tín dụng mặc dù không có là được tăng trưởng cao, nhưng mà hệ thống GDP của Việt Nam, độ lớn của nền kinh tế là vẫn tiếp tục ở mức cao. Đó là cái sự chuyển dịch kinh tế về sản xuất kinh doanh Việt Nam, mà người ta còn nói là hưởng lợi từ cái chay quơ, do là các nhà sản xuất lớn liên tục trong các năm nay họ đang chuyển dịch về Việt Nam và cái xuất khẩu Việt Nam tăng rất tốt, và từ đó tạo hiệu ứng chung cho các ngành khác trong Việt Nam. Cụ thể chúng ta cũng thấy rằng là cán cân thanh toán thương mại Việt Nam là tăng liên tục trong năm nay, và với cái dịch bệnh này thì mọi người nhận nhận là cái tiến trình tăng tốc của chuyển dịch nhà máy của các hãng lớn thế giới về Việt Nam càng tăng tốc mạnh. Cụ thể trong ngay trong những tháng đầu năm dịch bệnh thì cái mức độ về các đội, các cái nhóm mà đầu tư ở nước ngoài như Hàn Quốc, như Nhật Bản họ vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm cơ hội MA và hợp tác về sản xuất tăng rất là đột biến. Điều đó chính là sắp tới cái tiến trình tái cấu trúc kinh tế toàn cầu thì Việt Nam sẽ là một những nước đón nhận những cái nhà máy lớn về trong cái sản xuất thay thế cho Trung Quốc. Thì với cơ hội đó chia đều cho tất cả, kể cả doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp không trực tiếp làm việc đó thì họ cũng sẽ được cái mức cầu nội địa để họ cung ứng lên là ngành ngân hàng, họ sẽ đón được cơ hội đó để mà họ sẽ có những cái bền vững hơn nhiều so với những cái chúng ta nói là tăng trưởng nóng như bất động sản chẳng hạn. Và một lần nữa trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, cuộc trò chuyện của chúng tôi với chuyên gia tài chính ngân hàng tiến sĩ Đinh Thế Hiển cũng đã khép lại chương trình tạp chí ngân hàng kỳ này trên kênh truyền hình FPNC. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tạp chí ngân hàng kỳ sau.